Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta? Bốn tọa tên là Si Mỹ. Đêm qua quan sát tinh tượng, chỉ thấy nam đấu tinh xa xuống là điềm chẳng lành đối với đại dương. Ám chỉ khắc tinh trong bản mệnh của đại dương đã xuất hiện rồi. Khắc tinh trong bản mệnh à? Của ta sao? Nhưng đại dương không cần phải hoảng hốt. Bốn tòa lần này đến đây chính là để hỗ trợ đại dương trừ khử khắc tinh này, chiến thắng Hiên Viên, khiến cho đại dương độc bá thiên hạ. Có điều, còn mong đại dương lúc thành tựu đại nghiệp có thể bán đi chút linh hồn nhỏ nhoi. Thổi quá, dựa vào ngươi à? Thứ mà lão tử ta mang chính là dũng khí của tộc Cửu Ly, là dũng khí trong dũng khí đó. Ta mà cần ngươi giúp à? Nếu không phải trúng một mũi tên của lão Hiên Viên, ta đã sớm hùng bá thiên hạ rồi. Đừng cho rằng ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ không dám giết ngươi. Ngươi đâu? Vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc. Phi vương, khắc tinh trong bản mệnh của người đã xuất hiện. Nếu không có bổn tọa tương trợ, không những khó được thiên hạ mà chắc chắn còn mất mạng dưới tay hắn. Không có kết cục tốt đẹp đâu. Yến Nhi, đây là nhung hưu và thuyết nhĩ thượng đẳng, là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng đó. Không có công không hưởng lộc, tặng ta những thứ này hay là người mang về đi. Thật ra ta đến tìm nàng là có việc muốn tuyên bố với nàng. Vậy thì người mau nói đi. Nói xong thì mau đi đi. Ta tuyên bố với nàng, Yến Nhi nàng vô cùng vinh hạnh được trưởng làng Phá Thiên ta chọn làm đối tượng hẹn hò trong đêm lửa trại ngày hôm nay đó. Bán rau đi, quý khách mua một ít đi. Tươi ngon lắm đi. Người xem, đây đều là rau nhà tự trồng, đặc biệt tươi ngon. Thứ này ta muốn để dành cho Yến Nhi. Đẹp thật. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại giật đồ của ta? Ngươi làm gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra. Rất kinh ngạc vui mừng phải không? Vinh dự nữa phải không? Cho nàng biết, bao nhiêu cô nương trong làng đều tranh nhau muốn làm đối tượng hẹn hò của Phá Thiên ta đó. Nhưng mà ta chỉ để ý nàng thôi, chỉ chọn nàng thôi. Nhưng mà người đến chậm một bước rồi. Tôi đã có đối tượng hẹn hò rồi. Trưởng làng, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Trưởng làng, người mau xem thử đi. Ngoài chợ hết sức hỗn loạn, chẳng biết ở đâu ra một tên giả nhân, chẳng nói chẳng rằng, không trả tiền mà lấy đồ đi rồi, còn bắt dê của người ta trong chợ nữa. Yến Nhi, Tinh hổ. Yến Nhi, mụ xem nè, thứ này đẹp lắm.
đặc biệt lắm, cài trên đầu mũi nhất định rất đẹp. Nè, tặng cho mũi nè. Người không biết đâu, với này ta nhìn thấy rất nhiều rau củ quả ở đây, từng thứ được để trong sọt. Còn có một bầy dê lớn nữa. Không ngờ ở đây săn bắt lại dễ hơn ở trong rừng sâu nhiều. Quỳnh làm vậy không phải là săn bắt mà là cướp giật đó. Quỳnh làm thế dân làng sẽ xem Quỳnh là kẻ xấu. Sau này đừng làm vậy nữa. Trưởng làng chính là hắn. Trả lại cái này cho người ta. Bộ dẫn Quỳnh đi xin lỗi. Tại sao vậy? Đây là vật ta tự săn được mà. Đây không phải là vật Quỳnh săn được. Đây là vật của người khác. Chưa được người khác đồng ý mà Quỳnh đã lấy đi như thế. Như thế gọi là cướp đó. Quỳnh hiểu không? Tại sao vậy chứ? Nói tóm lại vật này cần phải trả lại cho người ta. Chẳng lẽ lời của muội Quỳnh cũng không nghe sao? Thôi được rồi, ta nghe, ta nghe mà. Nào. Đợi đã. Yến Nhi, nàng quen hắn à? Quỳnh ấy tên là Tinh Hổ. Là tôi bảo Quỳnh ấy hôm nay đến dự đêm hội lửa trại đó. Ta biết rồi. Không phải là ý mình sức lực mạnh mẽ sao? Ta sẽ đọ sức với người, để người thua tâm phục khẩu phục. Nếu người thua thì sau này không được bước chân vào làng này nữa bước. Nếu không, ta sẽ đánh gãy hai chân người đấy. Đừng mà. Còn nếu người thua thì sao? Buồn cười chưa? Ta mà thua, nếu ta thua, bất cứ yêu cầu nào ngươi đưa ra, ta cũng đều đáp ứng cả. Vậy thì ta muốn ngươi cởi hết y phục, trần như nhộng chạy ra đường. Tinh Hổ, giả nhân, người thua rồi, sau này không được bước chân vào làng này nữa bước. Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn đi. Buông ta ra, buông ta ra. Ta đánh thắng rồi, ta đánh thắng rồi, sức mạnh ta hơn ngươi, ta đánh thắng rồi. Ta muốn ngươi phải cởi hết quần áo chạy ra đường, cởi đi. Cởi đi. Ngươi giỡn trò mà. Ta đã đánh thắng ngươi, ta đánh thắng ngươi. Cởi quần áo đi. Ta đánh thắng ngươi rồi, ta thắng rồi. Ta đánh thắng các ngươi rồi, ta mạnh hơn các ngươi. Ta mạnh hơn các ngươi. Tinh Hổ, Tinh Hổ, Tinh Hổ, mau dừng tay lại. Tinh Hổ, Tinh Hổ, Quỳnh mau dừng tay.
Yến Nhi à, Yến Nhi, muội sao vậy? Quỳnh còn nói hả? Quỳnh xem, Quỳnh đã làm những chuyện tốt gì kìa. Người đó muốn đọ sức cho ta, ta đánh thắng hắn, bọn họ đều đánh ta, ta cũng đánh thắng tất cả bọn họ luôn mà. Yến Nhi, Yến Nhi, muội giận nha. Yến Nhi, nếu để cho họ đánh thì muội sẽ không giận. Được, ta để họ đánh ta. Quay lại đi. Quỳnh không sao chứ? Không sao. Sao nấu cơm lại khó quá vậy? Ăn sống chẳng phải tốt hơn à? Việc này Quỳnh trách ai? Thật ra nấu cơm rất đơn giản, chỉ tại Quỳnh ngốc, còn hổ ngốc ý mà. Im nào, để mùi lau cho Quỳnh. Đừng có cười nữa mà. Nhột quá, chịu không nổi mà. Tin Hổ, Quỳnh đừng chạy đó, có nghe không? Đừng chạy mà. Quỳnh đứng lại đó. Đừng có chạy nữa, Quỳnh nghe chưa? Tin Hổ, Tin Hổ. Yến Nhi, muội có muốn thứ gì không? Lần sau ta sẽ mang về cho muội. Ta có thể mang về rất nhiều thứ cho muội mà. Không cần đâu. Chỉ cần Quỳnh có thể yên ổn ở bên Yến Nhi là được rồi. Vậy Yến Nhi có thích thứ gì không? Tình Hổ sẽ cho muội. Có. Thật hả? Vậy muội mau nói đi, muốn thứ gì? Chỉ cần là điều Yến Nhi thích thì Tinh Hổ này đều có thể làm được mà. Thật không? Thật đấy. Vậy thì muội muốn một đôi cánh. Như thế thì muội có thể bay lên trời, sau này có thể đi tìm cha mẹ muội rồi. Đôi cánh hả? Yến Nhi muốn đôi cánh à? Yến Nhi muốn đôi cánh. Đi đâu để tìm đôi cánh đó đây? Đi đâu tìm đây chứ? Thôi bỏ đi mà. Mẹ, con về rồi. Mẹ, con mang về cho mẹ ít đồ ăn này. Mẹ ăn nhiều một chút đi. Mẹ mau ăn đi. Mẹ xem. Mẹ ăn đi. Ta không ăn đâu. Mẹ, sao lại không ăn? Mau ăn đi chứ. Con ngốc à? Có khi nào con thấy hổ ăn trái cây không? Mẹ, đừng có chê mà. Ăn chay cũng tốt. Ăn chay tốt cho sức khỏe lắm đó. Mẹ, từ nhỏ tới lớn, trừ mẹ ra thì chỉ có Yến Nhi đối xử tốt với con nhất. Nhưng mà Yến Nhi muốn được đôi cánh. Mẹ nói con nên đi đâu tìm đôi cánh cho Yến Nhi đây? Mẹ ăn một chút đi, lát nữa con bắt vài con gà cho mẹ ăn được không? Gà?